Ngày 27 tháng 8 nhằm ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng trang nghiêm tổ chức lễ tạ Pháp sau thời gian nhập hạ của các hành giả an cư tại hạ trường chùa Quê Hương thuộc huyện Tam Nông và chùa Hưng Thiền thuộc huyện Cao Lãnh. Năm nay trường hạ chùa Quê Hương có 50 vị hành giả tham gia. Đại đức Thích Phước Huệ, đại diện ban chức sự hạ trường, phát biểu khai mạc buổi lễ tạ pháp an cư kiết hạ chùa Quê Hương, điểm tập trung cho chư tăng. Còn tại chùa Hưng Thiền là 345 chư ni nội tự. Ni sư Thích Nữ Như Lan, đại diện ban chức sự hạ trường, phát biểu khai mạc buổi lễ tạ pháp an cư kiết hạ. Báo cáo của ban thư ký tại hai hạ trường, nhìn chung trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ cấm túc an cư, các hành giả luôn tuân thủ thời khóa công phu hành trì, được ban giảng huấn chia sẻ giáo lý, tụng kinh v.v. đúng theo chương trình học tập của ban chức sự trường hạ, chấp hành nghiêm túc giới đức cá nhân và nội quy của trường hạ, ý thức đoàn kết cao. Đại diện tăng ni hành giả an cư tại hai hạ trường dâng lời tri ân lên chư tôn đức ban chỉ đạo, ban chức sự trường hạ, tạo mọi thuận duyên để tăng ni hành giả được an tâm tu học, thúc liễm thân tâm, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ chúng trung tôn là người trưởng tử Như Lai. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tán dương và tri ân những đóng góp của chư tôn đức trong ban chức sự, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp và các đoàn của chư tôn đức, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đến thăm và cúng dường các trường hạ. Hòa thượng gửi lời sách tấn đến chư hành giả an cư tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng và phát triển chí nguyện xuất gia, sống đời tịnh thức, dù thân ở nơi đâu nhưng ý và khẩu luôn đồng nhất trong chánh pháp. Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Phước Đức, viện chủ cùng ni sư Thích Nữ Như Lan, trưởng ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Hưng Thiền và đại đức Thích Trí Hiền đã trao tặng nhiều phần học bổng cho các em học sinh tiểu học ở các xã thuộc huyện Cao Lãnh nhân ngày tạ pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Hưng Thiền, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.